Alo. Alo. Vâng, mời các bạn đến với trận thi đấu tiếp theo, trận thi đấu thứ hai trong C đấu thứ hai. Và cũng là trận thi đấu thứ ba, trận thi đấu thứ thứ bảy trong đêm nay rồi. Rồi hôm nay có lẽ các anh sẽ chơi khoảng 7C thôi. Có lẽ đêm nay các anh chơi khoảng 7C. Vâng, không thể đánh như này được, không hiểu tại sao mà khi quân đẹp hơn đến như vậy mà các anh lại vẫn có thể thua. Hơi khó hiểu đến với Hansam. Một trận thi đấu mà Minwan được ở trong cánh là của GDS. Vâng, bãi quả. Các bạn có thể thấy cái bãi quả này. Đây là một bãi quả mà mắc binh. Vâng. Bãi quả này là mắc binh rồi. Quá ba kinh hồn bãi quả. Glover Persian. Persian là Glover và núi. Sen. Thôi đây rồi, niềm hy vọng mang tên G núi rồi. G núi. Vâng, hôm nay anh có người đẹp đi theo ủng hộ. Đánh nó phải khác. Vâng, mấy khi được dịp trổ tài với tình yêu của mình đâu. Phải. Vâng, nhưng theo thông tin báo về thì dường như đây là bồ chứ không phải là người yêu của núi. Quay trở lại với trận thi đấu. Không chém gió nữa. Ông anh núi anh này củ hành tôi. Núi cầm sang đầu cánh. Vâng. Lại tôi. Vừa cầm person ở trong cánh. Vâng, sắp xếp thế này, người ta gọi là sắp xếp là như như cái gì. Vâng, gỗ đầu là rất đẹp dành cho Gover. Ở trận thi đấu này chúng ta đến với Gover thôi. Một nông dân của anh đang gầy đàn. Vâng, gầy đàn trên tháp Eiffel. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây rồi. Khá giàu rồi nhờ Gover. S đầu khá đẹp, S nhân đôi. Đồng S ngon rồi. Mát. Không sao. Cứ đóng ghét nhân đôi đã. Tí ra kia ta sẽ đi vòng. Ra kia ăn hiêu. Đóng nghe. Hmm.
Alo. Vâng, quay trở lại với trận thi đấu. Sau một tơn mà tôi ra tôi chào đón rất nhiều người bạn của Handsome. Hôm nay thì Handsome có mặt đầy đủ các thành viên, vâng, có cả Mario. Và cho nên là có thêm hai chim lợn tuyển, Nhất Thành và Hoàng Linh. Các anh đến để hò hét. Vâng, chim lợn đến sâu xé thịt game thủ. Đẹp. Quả đầu là quá đẹp dành cho anh. Các bạn có thấy một cái bãi quả mà nông dân của anh dường như là dân này là nông dân của vùng Mù Cang Chải thôi. Núi lực yếu. Còn vơ person mát rồi. Trừng L. Không biết Mario cầm cái gì. Đây rồi, đây là cho Son. Vâng, như vậy là Mario cầm Summer đầu cánh và đánh cung. Anh đánh trên đúng sở trường của mình. Vâng, con giò của Vơ đã là có giáp. Còn Death thì sao? Death tham 24. Lạc đà đã đến, bò nhanh. Nhanh, lạc đà tới rồi. Chết tới rồi, may quá. May quá giữ được đồng dân này khi chỉ có con giò lọt vào đây thôi. Rồi quay trở lại với Vơ thôi. Vơ đang chém tươi. Vơ đang thừa khá nhiều gỗ. Anh có bơm cho đồng đội một tí không? Không, anh đóng ruộng hợp lý. Vâng, đóng ruộng để mình còn có quân mà thi đấu. Vâng, Death thông báo là đã fit rồi đấy. Vâng, màu 5 vẫn chưa lên đời. Hà Anh tức Magic vẫn chưa lên đời. Vâng, màu 6 là sát nhân. Còn màu 8 là 007. Núi đây, núi cầm sang tham chỉ 24 thôi. Quá yếu. Homeless.
Đi sai rồi. Trận thi đấu một bài là quá nghiệt dành cho cả Đét và cả Đét và cả núi. Nguyên một cánh thì không có tính chi thố. Thôi thì các anh đã quyết định nhờ đi sai. Tỷ số là 2-0 trong set đấu thứ hai và các anh lại bắt đầu công cuộc lội ngược dòng của mình. Vâng, set trước thì lội ngược dòng không thành công. Vâng, lội lên đến lưng chừng vực rơi xuống. Lội lên đến lưng chừng thác rồi lại rơi xuống thôi. Và lại trôi theo dòng nước và chấp nhận trôi theo cái tỷ số 3-2. Còn C này thì sao? Lại 2-0. Và lại bật ngược. Thank you.